có một cái sự xúc động không nhỏ trong tôi lúc này. Tôi đi khắp thế giới, đi nói chuyện, đi giảng mấy chục nước rồi. Và trong năm nay cũng đi vài chuyến đi nước ngoài rồi. Nhưng mà tại giờ phút này nó có một cái sự xúc động không nhỏ. Và tôi cũng xin phép đứng ở đấy nói ba ý thôi. Và hôm nay nói tầm được các con số. Toàn con số. Cái thứ nhất là trên tay tôi là ba cuốn sách. Ba cuốn sách này tôi mang theo của tôi. Tôi không biết là những cuốn sách này đã tái bản bao nhiêu lần rồi, thì tôi không biết. Nhưng mà hai cái cuốn in vừa rồi đã in lần thứ tư. Còn cuốn mới nhất thì không nói, nhưng cuốn đã xuất bản rồi là in 4 lần rồi. In 4 lần rồi. Và cái con số 4 nó muốn nói chúng ta là 4 mùa quanh năm là chúng ta phải đọc sách. Và chúng ta nhất định phải nhớ cái đầu sách 4 mùa trong năm, xuân hạ thu đông. Bây giờ bắt đầu mùa xuân là phải đọc thôi. Mùa xuân là phải đọc. Và tháng này của chúng ta là tháng đọc sách. Tháng 4 là tháng đọc sách. Và ngày hôm nay cũng là 14 tháng 4 năm 24, cũng vẫn là còn 4. Tôi là nhắc cho mình 4 mùa quanh năm phải đọc sách. Và phải đọc sách, và phải đọc sách. Thì phải nói rất xúc động. Rất đông người đến đây, rất đông các bạn đến đây. Và tôi vừa nghe là từ Hải Phòng, từ Quảng Ninh cũng đến nữa. Thì những người làm sách của chúng tôi ấy, phải tâm sự thật ấy, là chỉ mong cho sách in ra có người đọc. Lúc nãy tôi đứng nói chuyện, tôi đứng với anh Vương. Anh Vương thì cứ bảo với tôi, anh Hùng á, cái người viết sách làm sách không giàu được đâu. Tôi với anh Vương đã quyết định bắt tay nhau là bây giờ phải chứng minh cho xã hội biết là những người làm sách giàu. Giàu, chúng tôi tất nhiên là chúng giàu của tôi rồi chị... các tác giả đây nhá, không phải chỉ một mình em, một mình Thu, mà kể cả Hành Tú nữa. Và chúng ta phải biết là chúng ta giàu về trí thức, giàu về bạn bè, giàu về tình cảm, giàu về yêu thương. Nhưng mà ý anh Vương ấy nói với tôi nhỏ vào tai tôi, ý là giàu tiền đấy. Nhưng mà tôi sẽ chứng minh cho anh Vương và Hành Tú là chúng ta sẽ giàu tiền. Và chúng ta sẽ có tiền để đi du lịch khắp thế giới, và chú tiền để xây nhà được thật. Tôi với anh Vương sẽ chứng minh cho mọi người thấy như vậy. Và đối với Thu cũng vậy. Ít nhất in 4 lần rồi. In 4 lần rồi. Và nếu mà in chỉ cần khoảng 40 lần thôi thì là có tiền làm được nhiều việc thứ đấy. Thì hôm nay tôi cũng với con số 4 thì chúng tôi mới in được có 4 lần. Và hôm nay chúng tôi phát vào vũ trụ một cái mong muốn là những cuốn sách này in trước mắt là 40 lần. Tại sao? Bởi vì Thái Book chúng tôi được xếp những cuốn sách bán chạy là phải bán trên 100.000 bản. Còn dưới 100.000 bản là vứt. Tôi không quan tâm cuốn nào dưới 10.000 bản, mà cuốn nào tôi quan tâm là trên 10.000 bản. Và những cuốn tôi đang quan tâm phải trên 100.000 bản. Thì đây là những cuốn sách mà tôi tin rằng sẽ bán chạy. Không phải để bán để kiếm tiền, nhưng có nghĩa là những cuốn sẽ được quan tâm. Có nghĩa là những cuốn này bố mẹ đang mua về để ứng dụng, các thầy cô giáo mang về ứng dụng, các cha mẹ mua về ứng dụng, thậm chí các ông bà mua về ứng dụng. Chứ không có nghĩa là bán sách. Mọi người nghĩ là mùng đi quảng cáo bán sách là không phải. Và tôi cũng phải hơi buồn một chỗ là năm nay tôi đi nước ngoài 2 chuyến. Tôi đang đi 2 chuyến rồi. Tôi mang những cuốn này đi, nhưng mà tôi chưa bán bản quyền được bất cứ một thứ tiếng nào cả. Cũng hơi tiếc. Mà tôi nghĩ là phải bán được mấy chục thứ tiếng thôi. Nhưng mà có lẽ cái trình độ giới thiệu của mình non quá. Lần sau phải mang Thu đi để nói chắc là nó hay hơn. Tôi diễn thuyết rồi tôi trình bày bằng đủ thứ tiếng. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật. Lung tung ở lên nhưng mà họ vẫn chưa mua. Có người họ bảo anh cho tôi xem bản tiếng Anh. Vì tiếng Việt tôi chưa biết. Nhưng mà tôi biết tiếng Anh thì nói làm cái gì nữa. Đấy, thì họ bảo thế hay là đề nghị dịch tiếng Nhật. Họ bảo là cái bà Thu là bà học ở Nhật về, thế sao không làm tiếng Nhật thì tôi dịch tiếng Nhật nó dễ, tôi không biết tiếng Việt. Thì có lẽ là Thu với là Vương đó là có lẽ chúng ta phải ra tiếng Nhật trước. Thì tôi mang đi tôi bán nó chạy hắn được. Mà bây giờ có khi anh em mình kiếm tiền là nhờ bán bản quyền chứ không phải bán tiếng trong nước. Thì thôi gác cái phần thị trường nước đây, chúng ta sẽ bán bản quyền từ tiếng Nhật ra tiếng Trung, từ tiếng Nhật đến tiếng Trung, tiếng Hàn rất dễ đúng không? Và từ đó như tiếng. Và kể cả tôi nói chuyện với anh Tú và Vương ở đây cũng vậy, chúng ta đợt tới tôi sẽ nhằm việc chính là đi bán bản quyền cho nước ngoài. Phải mang đến ngoài, và tôi năm nào tôi đi chục chuyến. Thế thì ý thứ nhất là phải nói rất xúc động với bạn bè đấy. Đông kín hội trường như thế này. Đấy Thu em thấy không? Và Vương và anh Tú là bây giờ các hội nghị về sách vắng tè vắng ngắt, họ bỏ về hết. Nhưng mà tôi nhìn thấy mọi người nghe chăm chú lắm. Rất chăm chú, nhưng chứng tỏ là chuyện này hấp dẫn. Có thể là họ yêu quý Thu, có thể yêu quý anh Hoàng Tú, có thể thích Vương đến, tôi không biết là lý do gì cả. Nhưng mà có thể là vì những cuốn này, những cuốn sách này có lẽ là họ đến là cũng phải cần xem ứng dụng như thế nào. Đấy lý thứ nhất nhá. Ý thứ hai là bạn Thu ấy là ở Nhật, sống ở Nhật. Tôi thì học ở châu Âu 12 năm. Bạn Thu thì ở Nhật. Và năm nay ấy, thì bạn Thu lại kỷ niệm 10 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Và hôm nay tôi cũng phải bật mí một cái bí mật thật ấy, là khi tôi làm FPT 12 năm ấy,
Tôi nói với anh Bình là đề nghị mở giáo dục, nhưng mở từ mẫu giáo xong lên cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Thế nhưng mà không được, mẫu giáo nguy hiểm lắm, nhiều vấn đề lắm. Thì thứ nhất mình dạy ngược lại, ở FPT đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trước, xong mới mở đại học sau, đúng không? Đào tạo thạc sĩ, tôi là những người học em cái chương trình mini MBA của FPT trước, từ năm 98, bắt đầu mới dạy thạc sĩ, xong dạy đại học, xong dạy cao đẳng, xong dạy cấp 3, cấp 2, cấp 1, đi ngược lại. Nhưng mà tôi nghĩ là cách của Thu là đúng, và tôi ủng hộ Thu ấy, bởi vì phải đi từ gốc. Và bạn Thu đã mở được 6 trường rồi, đã mở 6 trường rồi. Và tôi đang bảo Nguyễn Minh ấy, với Hương là bây giờ mình phải gạ gẫm Thu để bóng đóng cổ đông vào đấy, để Thái Búc thành cổ đông. Thu nó đang cười không biết là thật hay giả, nhưng mà được cái là đóng cổ đông luôn, đóng cổ đông luôn. Và ở đây quý vị nào mở trường mẫu giáo là chúng tôi xin đóng cổ đông. Trước mắt chúng tôi bỏ ra khoảng 100 tỷ đóng vào đấy, chúng tôi không có nhiều tiền, nhưng bỏ 100 tỷ trước để đóng vào quỹ vào. Chúng tôi không nhiều tiền nhưng 100 tỷ thì có để đóng góp vào các cái trường mầm non ấy, còn cấp 1, cấp 2 thì sau. Và sau khi nếu thành công với Thu thì tôi đề nghị Thu chúng ta mở cấp 1, cấp 2, tức là lấy cái đống mà cấp Thu ạ, à, các em cấp 1 mẫu giáo ấy mình nuôi lên là cấp 1, cấp 2, thế là coi như mình có được, đúng không? Đấy là cái ý thứ hai, là phải chúc mừng Thu 10 năm, phải chúc mừng người ta 10 năm là quan trọng lắm. Và tôi chúc mừng Thu góc độ tác giả, tôi chúc mừng góc độ nữa là người bạn, và tôi chúc mừng Thu ở góc độ nữa là người lập ra và nuôi thật 6 ngôi trường khắp mọi nơi. Và công ơn của Thu lớn lắm, mà có thể em nghĩ là vớ vẩn, nhưng mà nếu không có em lập 6 ngôi trường thì biết bao nhiêu phụ huynh không có con gửi vào đấy, và có bao nhiêu học trò nó tài năng nhờ đấy ra. Và nay tôi đề nghị bạn Thu phải viết cuốn sách là những bạn trẻ tài năng nhờ học trường cô Thu. Mà nếu mà không viết, tôi viết đấy, báo trước là tôi sẽ viết, không biết là mất khách hàng, mà mất tôi đặt tựa là những học trò đã thành công nhờ trường học ở trường cô Thu. Sau đó thì ra cuốn sách, mà cuốn đấy tôi đảm bảo bán chạy, đảm bảo bán chạy luôn, mà không ai bán tôi bán cho, tôi đi bán. Đấy là ý thứ hai là chúc mừng Thu rồi nhá. Cái thứ ba là hôm nay đến lãi to, lãi lên như thế này này. Tôi vừa ngồi với Hành Tú đề nghị anh Hùng ạ, Thái Hòa Búc phải lập ngay một câu lạc bộ những ông bố dạy con. Thì thứ nhất là có Hoàng Tú là 1, Vương là 2, tôi là 3 và Phan Anh là 4 rồi. Có 4 người xong, 4 người đầu tiên rồi, 4 viên gạch đầu tiên là vào cái nhóm là câu lạc bộ những ông bố dạy con. Bây giờ toàn thế các bà thì chúng tôi buồn lắm. Đây có mỗi 4 ông đàn ông ngồi đây này. Thế bọn tôi thì thiệt thòi mà lạc lõng quá. Bây giờ chúng tôi quyết định thành lập một câu lạc bộ những ông bố dạy con, và đợt chúng tôi ra một series sách những ông bố dạy con. Thì tính là 4 bọn tôi đã ra mỗi người 10 cuốn là được 40 cuốn rồi. Phan Anh là phải viết, Vương phải viết, Tú phải viết rồi. Mà Tú hôm nay giao với Tú là phải ra cuốn sách trong năm nay. Đấy, mà cuốn là bán 10.000 bản trở lên. Thế lãi to rồi mà. Bây giờ những ai ở đây ấy mà muốn chồng mình ấy chăm nuôi con thì đề nghị gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi ngay. Vừa thành lập cách đây 5 phút nhá. Gạ gẫm đi. Nghiêm túc đấy. Và đây sẽ thành kỷ lục thế giới. Tôi, các vị thì yên tâm nhá. Nay mai tôi với anh Vương, với anh Tú, cả thế giới nó mời đi. Vì thế giới chả có thằng nào làm cái trò như Việt Nam. Và cái kiểu đấy thế giới mới hấp dẫn. Thành ra hôm nay phải cảm ơn Thu, nó nhờ chương trình hôm nay mà chúng tôi có một câu lạc bộ mới. Các bạn cứ làm câu lạc bộ các bà mẹ dạy con, nhưng bọn tôi sẽ làm câu lạc bộ các bố dạy con, oánh nhau xem bên nào thắng. Tôi không cẩn thận nay mai bọn tôi lại câu được nhiều khách hơn nhá. Ít nhất là tôi với Tú với lại ba chúng tôi ngồi trên. Nói thật cả hội trường tôi nhìn đi nhìn lại có khoảng 4 ông đàn ông, chúng tôi chiếm 3 rồi. Thành bọn tôi là đa số ở cái bàn 1. Bàn chúng tôi có 4 người mà chúng tôi là 3, là chúng tôi bỏ phiếu bàn tôi. Còn Thu mà không bỏ phiếu thì em cũng thua. Với mình em nữ, còn anh ba thì em mới thua. Em có vẻ em không hài lòng, em sợ là bên anh sẽ đánh nhau với bên em, là bên các bà dạy con giỏi hơn, đúng không? Chưa chắc. Rồi để xem nhá. Thành ra hôm nay là vui lắm. Nói chung là lúc nãy xúc động thôi, nhưng bây giờ chuyển sang vui rồi. Tôi chỉ muốn cảm ơn quý vị. Tôi cảm ơn tất cả những ai dành thời gian có mặt sáng nay với chúng tôi, về kể cả xem online cũng được, nhưng mà ủng hộ chúng tôi đi, ủng hộ chúng tôi. Và tôi tin là quý vị không phí thời gian đâu, không phí công sức đâu. Chương trình hôm nay là có lãi, vì tôi là chuyên giảng về quản trị kinh doanh, mà cái môn giảng thứ nhất là môn về đầu tư, về investment ấy, về đầu tư sáng nay chắc chắn có lãi. Nếu ai không có lãi, chốc gặp tôi để lĩnh tiền nha, được chưa? Ai sáng nay đầu tư buổi sáng không có lãi, gặp tôi lĩnh tiền, trả tiền luôn, tiền mặt tóc tươi luôn ngay lập tức, được không nào? Thôi đề nghị tất cả vỗ tay để chào mừng các diễn giả đến trình bày ạ.